Đồ gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Hôm nay là buổi chiều ngày 31 tháng 3 đấy ạ, năm 2024. Xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin trân trọng giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị một chiếc kệ gỗ hương đá đấy ạ. Chiếc kệ này là mẫu kệ cổng đấy ạ, mẫu kệ cổng có chiều cao 2m75, chiều rộng 2m85, chiều sâu 37 phân. Và chiếc kệ cổng này Công Nhung đã hoàn thiện xong tất cả những phần cuối cùng theo đơn đặt hàng của gia đình chú Dũng. Gia đình chú Dũng có địa chỉ tại xã Phúc Linh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Và chiếc kệ này là mẫu cổng nhưng mà đục hai mặt đẹp như nhau, thì cũng theo đơn đặt hàng của chú Dũng là chú để phòng khách lối liền với phòng ăn, thì là đều là hai mặt đều là khoe, sẽ làm đẹp như nhau. Sau đây sở đồ gỗ Công Nhung sẽ giới thiệu chi tiết chiếc kệ cổng này, kính mời các bác và cô chú anh chị cùng tham quan và tham khảo. Chờ anh đi đăng ra. Ở đây ạ, trước mắt các bác và cô chú anh chị là hình ảnh chi tiết đấy ạ. Chi tiết toàn bộ chiếc kệ gỗ hương đá mẫu kệ cổng có chiều cao 2m75, chiều rộng 2m85, chiều sâu là 37 phân, chiều sâu 37 phân đấy ạ. Đây đồ gỗ Công Nhung sẽ quay toàn bộ các bề luôn ạ, trước sau. Thường thường thì những cái mẫu kệ này Công Nhung đa số làm theo may đo để cho phù hợp với khoảng cách không gian của từng gia đình. Các bác và cô chú anh chị có thể lựa chọn các mẫu mã để đặt, Công Nhung sẽ làm theo yêu cầu để cho phù hợp với từng phòng khách của từng nhà. Và đây hai mặt đẹp như nhau đấy ạ, mặt nào cũng đẹp luôn ạ. Kệ cổng gỗ hương đá và đã được phun màu cánh gián đấy ạ. Chiếc kệ hương đá này phun màu cánh gián thì cũng theo đơn đặt hàng của chú Dũng là nhà chú toàn bộ là nội thất trong gia đình là màu cánh gián rồi, thì Công Nhung sẽ phun để cho hài hòa tất cả với sản phẩm của gia đình nhà chú. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang theo hai số điện thoại là 0988 986 601 hoặc 0916 912 888. Sở đồ gỗ Công Nhung có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ đẹp. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, sở đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện và bàn giao tận nhà cho các bác và cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Và đây ạ, các mẫu kệ, bàn ghế rất nhiều, đồng hồ lục bình, hoành phi, câu đối, sọc ngồi, sọc thờ, giường, tủ, bàn ghế rất nhiều luôn. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan đồ gỗ Công Nhung, mình sẽ được lựa chọn tất cả các sản phẩm đồ gỗ trong gia đình. Hầu như là đầy đủ hết. Công Nhung, xưởng Công Nhung rộng 5.000 m2 cơ. Rộng 5.000 m2. Bàn ghế lúc nào cũng có hơn 200 bộ. Đấy, các bác và cô chú anh chị đến tham quan thì mình sẽ được mục sở thị tất cả các phần mộc. Ngoài ra thì các bác có thể đặt hàng theo yêu cầu, theo mẫu mã, theo kích thước, Công Nhung đều nhận làm theo kích thước may đo của từng gia đình để phù hợp. Vâng. Buổi chiều hôm nay sở đồ gỗ Công Nhung cũng xin phép được dừng video giới thiệu tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã bớt chút thời gian để tham quan sản phẩm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.